Xin chào tất cả các bạn và các anh chị. Nhân video này em sẽ hướng dẫn cho tất cả anh chị nhận 1.000 đô USDT miễn phí để đặt đơn ảo kiếm tiền cho tất cả anh chị. Nhận 1.000 USDT này mình là để dành mình đặt đơn ảo thôi cho tất cả anh chị. Rồi đầu tiên anh chị nhấp vào hồi nãy anh chị chọn dùm quốc gia mình 84 cho tất cả anh chị. Rồi anh chị nhập số điện thoại mình vào. Anh chị bỏ không đầu nha. 0299315777 nè. Rồi anh chị nhập mật khẩu của mình vào nha. 1 2 3 4 5 6 7. Chị xác nhận mật khẩu nha. 1 2 3 4 5 6 7. Rồi mã xác minh đây anh chị nhấp vào mã cấp tra này trong đây anh chị. 6 8 9 4. Anh chị đặt được ảo mỗi ngày được 2,5 đô anh chị. Và anh chị bấm nút gã. Gỡ mã số điện thoại nè. Send code ok. Rồi nó gửi về cho anh chị 60 giây. Mỗi ngày anh chị đặt đơn ảo được khoảng 2 đô 6, 2 đô gửi gì đó. Rồi nó gửi chị anh chị một mã code, anh chị bấm vào register anh chị. Bấm nút get nè. Ok. Rồi như vậy là em đã đăng ký. Như thế này anh chị download app vậy anh chị. Anh chị bấm nút download nè. Cái này có 15 MB các mà. Ok, sau khi tất cả anh chị đăng ký tải app xong, anh chị bấm vào màn app lên anh chị, vì anh là bản APK anh chị bấm đồng ý cho phép nó các quả chị. Sau khi tất cả anh chị đăng ký thì anh chị đăng 1.000 USDT nè. Cái loại tệp này rồi anh chị bấm vào user nè, anh chị login vào nhấn login nè. Rồi nhập phone của mình vào. 3293 9 khẩu. Mật khẩu em share ra nghe tất cả anh chị. Rồi sau khi tất cả anh chị đăng ký xong thì nó ra một cái giao diện như vậy anh chị. Anh chị vào một cây xe Delta. Và một user nghe tất cả anh chị. Rồi anh chị up lên này nem tên của mình, rồi này là số ID card, up với chứng minh nhân dân mặt trước, với chứng minh nhân dân mặt sau nghe tất cả anh chị. Rồi anh chị qua cái mục đặt đơn ảo anh chị nhắm vào một order nè, anh chị bấm nữa nút order nè. Rồi sau khi nó chạy hết 4 giây, 1, 2, 3, 4 giây nè. Rồi anh chị bấm confirm nha anh chị. Rồi anh chị bấm vô một confirm order này, nó bị lỗi anh chị bấm nhấp vào hoài. Chỗ này hai cái anh chị tự in, nó chạy 4 giây là số tiền đặt đơn ảo này nó sẽ cộng về số dư mà em mới đặt hai đơn mà nó nhận được 0.17 đô nha tất cả anh chị. Rồi anh chị chào đi. Trở về giao diện chính em hướng dẫn tiếp anh chị. Cứ 5 phút anh chị vào mà 50 phút gì anh chị vào đặt đơn hàng anh chị. Nó cứ khoảng 60 đơn mỗi ngày đó. Ngày khoảng anh chị kiếm 3 2 đủ mấy 3 đô đó. Đây thì một file node này thì nó tặng cho anh chị 1.000 USDT này để đặt đơn ảo đó nghe anh chị. Rồi một tiếp theo. Rồi một anh chị bấm vào một clip giao dí của mình. Rồi anh chị nhập dòng đầu là cái dòng là số lượng nghe tất cả anh chị. Số lượng anh chị muốn rút là 15 đô. Này là min rút 15 đô anh chị. Dòng thứ hai là cái mã cái ví ETH với chút quả liệt, cái ví USDT với chút quả liệt của tất cả anh chị. Và dòng thứ ba là cái dòng mà khẩu anh chị đăng ký nè. Và dòng thứ tư là mã code này nè. Rồi dòng thứ năm là anh chị bấm nút send, nó gửi mã code về số điện thoại, anh chị bấm submit nha anh chị. Vì là anh chị rút tiền anh chị bấm vào chọn vào ERC20 nha anh chị. Nhắc lại, chọn nhà ERC20, dòng đầu anh chọn số tiền, dòng thứ hai là bắt địa chỉ ERC20 USDT bên dưới chút liệt nha anh chị. Dòng thứ hai là password, dòng thứ ba thì mã captcha này, dòng thứ tư nó gửi gì anh chị mà code anh chị bấm nút submit ok anh chị. Rồi anh chị thì anh chị nhấp vào đây lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nè, bấm vào nút sell nè. Rồi anh chị copy cái link này là anh chị chia sẻ cho người thân và bạn bè và người thân anh chị. Rồi rồi mùa này có nhiều thôi, vậy video em kết thúc ngay tất cả anh chị.